Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Túi Doanh nghiệp Cần Thơ bên em. Và hôm nay shop lên dây nịt ha. Shop còn một ít dây nịt đồng giá 190k và phí ship gần xa là 30. Đầu tiên đó là một sợi dây nịt da thật 100%, đầu dây thép không rỉ ha, nguyên một cái tấm da chỗ sợ lỗ. Và số điện thoại của shop 0973 952 507 ha. Đầu sợi dây nịt bản dây là 3,2 cm, lỗ đầu tiên là 85, lỗ cuối cùng là 95, chiều dài sợi dây nịt là 105. Lên dùm shop mã là 3041 ha, 190k, phí ship gần xa 30, tổng cộng là 220. Và kế đến đó là một sợi dây nịt thương hiệu Ramroy, đầu dây nịt ha, và chỗ để mình xỏ lỗ đây, giá thật 100%, dập hiệu thương hiệu Manru. Lên dùm shop một mã là 3043 ha, 190, phí ship gần xa 30, tổng cộng là 220. Đầu bản dây là 3,5 cm, lỗ đầu tiên là 60, lỗ cuối cùng là 80, chiều dài sợi dây nịt là 90, giá thật 100%. Và kế đến đó là một sợi dây nịt ha, đầu dây thép không rỉ, giá thật toàn bộ đây, và chỗ sợ lỗ bản dây là 3,5 cm, lỗ đầu tiên 84, lỗ cuối cùng 96, chiều dài sợi dây nịt là 107 ha. Lên dùm shop mã là 3013, 190, phí ship gần xa 30. Kế đến đó là một sợi dây nịt đầu dây thép không rỉ ha, giá thật toàn bộ, chỗ sợ lỗ ở đây, và bản dây là 3,5 cm, lỗ đầu tiên là 70, lỗ cuối cùng là 80, chiều dài sợi dây nịt là 90. Lên dùm shop mã là 3030, 190, đầu dây thép không rỉ ha, da thật toàn bộ hết, chỗ sợ lỗ đây, bản dây là 3 cm, lỗ đầu tiên là 81, lỗ cuối cùng là 91, chiều dài sợi dây nịt là 102. Lên dùm shop mã là 3023, 190k, phí ship gần xa 30. Đầu dây thép không rỉ ha, da thật toàn bộ, và chỗ sợ lỗ ở đây, bản dây là 3,3 cm, lỗ đầu tiên là 76, lỗ cuối cùng là 89, và chiều dài sợi dây nịt là 99 ha. Lên dùm shop mã là 3024 ha, 190, phí ship gần xa 30. Đầu dây thép không rỉ ha, da thật toàn bộ, chỗ sợ lỗ ở đây, bản dây là 3 cm, lỗ đầu tiên 77, lỗ cuối cùng là 87, và chiều dài sợi dây nịt là 98. Lên dùm shop mã là 3012, 190, 3012, 190, phí ship gần xa 30, tổng cộng là 220. Kế đến đó là một sợi dây nịt đầu dây thép không rỉ ha, giá thật toàn bộ, chỗ sợ lỗ ở đây, bản dây là 4 cm, lỗ đầu tiên là 72, lỗ cuối cùng là 82, và chiều dài sợi dây nịt là 94. Lên dùm shop mã là 3029, 190, phí ship gần xa 30, tổng cộng là 220. Cái đến đó là một sợi dây nịt ha, giá thật 100%, chỗ sợ lỗ ở đây, bản dây là 4 cm, lỗ đầu tiên là 70, lỗ cuối cùng là 80, và chiều dài sợi dây nịt là 90. Lên dùm shop mã là 3001, 190k, phí ship gần xa 30. Kế đến đó là một sợi dây nịt ha, đầu dây thép không rỉ, da thật toàn bộ, và chỗ sợ lỗ, bản dây là 3,5 cm, và chiều dài sợi dây nịt là 102. Lên dùm shop mã là 2982, 190k,
chỗ sổ lỗ ha, à, tới đâu thì mình xỏ tới đó ha. Da thật toàn bộ, da rất là dày. 190k, phí ship gần xa 30, tổng cộng là 220. Cái đến đó là một sợi dây nịt đầu dây thép không rỉ ha, da thật toàn bộ, chỗ sổ lỗ như thế này. Và bản dây là 3,5 cm, lỗ đầu tiên là 75, lỗ cuối cùng là 90, chiều dài sợi dây nịt là 100. Lên nhịp shop mã là 2996 ha, 190k. 2996, 190. Và cái đến đó là một sợi dây nịt ha, da thật 100%, chỗ sổ lỗ ở đây. Và bản dây là 3,5 cm, lỗ đầu tiên là 60, lỗ cuối cùng là 74, chiều dài sợi dây nịt là 86 ha. Lên nhìn shop mã là 3027, 190k. Chiếc ship gần xa 30. Kế đến đó là một sợi dây nịt đầu dây thép không rỉ ha, da thật toàn bộ đây, chỗ sổ lỗ. Và bản dây là 3,7 cm, lỗ đầu tiên là 78, lỗ cuối cùng là 91, chiều dài sợi dây nịt là 101 ha. Lên dùm shop mã là 2984 ha, 190k. 2984, 190. Đầu giờ sợi dây nịt thép không rỉ, da thật toàn bộ đây, và chỗ sổ lỗ. Bản dây là 3 cm, lỗ đầu tiên là 79, lỗ cuối cùng là 94, và chiều dài sẽ là 104 ha. Lên dùm shop mã là 3010, 190k. Phí ship gần xa 30, tổng cộng là 220. Đầu dây thép không rỉ, da thật toàn bộ, chỗ sổ lỗ đây. Bản dây là 3 cm, lỗ đầu tiên 84, lỗ cuối cùng 94, chiều dài sẽ là 104 ha. Lên nhịp shop mã là 3051, 3051, 190. Phí ship gần xa 30. Và kế đến đó là một sợi dây nịt đầu dây thép không rỉ, da thật đồng bộ đây, chỗ sổ lỗ. Và bản dây là 3 cm, lỗ đầu tiên 83, lỗ cuối cùng 93, chiều dài sợi dây nịt 103. Lên nhịp shop mã là 3021, 190. Phí ship gần xa 30, tổng cộng là 220. Và đầu dây thép không rỉ, da thật toàn bộ ở đây, chỗ sổ lỗ. Bản dây là 3,2 cm, lỗ đầu tiên 65, lỗ cuối cùng là 80, chiều dài sẽ là 90. Lên nhịp shop mã là 3036, 190k. Đầu dây thép không rỉ ha, da thật toàn bộ, da rắn kết hợp với da phía dưới ha, da thật phía dưới. Và bản dây là 3,7 cm, lỗ đầu tiên 80, lỗ cuối cùng 92, và chiều dài sợi nịt là 102. Lên nhịp shop mã là 3022, 190. Kế đến thì là shop sẽ lên nè, dài ha, đồng giá 190, phía xếp gần xa 30. Đó là một đôi size 40, thương hiệu Rover, giá thật toàn bộ. Và dài công sở ha, mình mang vào cực kỳ êm chân. Và ở đây là cái phần đế dài size 40, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 250, để mình buộc dây rất là ok. Giá thật toàn bộ, thương hiệu Rover. Lên dùm shop một mã là 1076 ha, 190k. Shop còn một vài đôi giày nam ha, shop sale. Phí ship gần xa 30, tổng cộng là 220 ha, 190. Và một đôi thương hiệu Cambia, giá thật 100%, để mình buộc dây. Đây là cái phần đế dài, độ lọt lòng bên trong là 260, tương ứng size là size 42. Bên trong sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu KBI. Mình mang vào cực kỳ êm chân.
lên giùm shop mã là giày đen KBI size 42 190. Kế đến đó là một đôi có thương hiệu ha, da thật 100%, mang vào cực kỳ êm chân, màu đen. Và cái phần đế dài dẹp hiệu thương hiệu ha, và size này là size 40, tương ứng với độ lọt lòng bên trong là 250 250, size 40, mang vào cực kỳ êm chân. Lên giùm shop một mã là 1117 ha, 1117, 190. Và kế đến đó là một đôi da thật 100%, dạng buộc dây, thương hiệu Tandy. Tandy là một cái thương hiệu lớn ha. Và ở đây cái phần đế dài, và đây là cái phần đế dài, da thật toàn bộ hết, màu xanh lá, thương hiệu Tandy dịp nổi đây. Lên giùm shop một mã là 8130 ha, 190k, phí ship gần 130, tổng cộng là 220. Và cái đến đó là một đôi giày nam size 40, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 250. Và đây là cái phần đế dài, phần đế dài size 40, độ lọt lòng bên trong là 250 190k, matching saban dập nổi dưới ha. Lên giùm shop mã là 6607 ha, 6607, 190k, ship gần 30. Và kế đến đó là một đôi thương hiệu Mút, giá thật toàn bộ, và đây cái phần đế dài, phần đế dài size 44, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 270. Lên giùm shop mã là 8089, 8089, 190k. Và kế đến đó là dài nữ ha, đồng giá 190k, phí ship gần 130. Đó là một đôi cao gót viền tím, cái phần gót cao thêm được 5 phân, bên trong là lót sạch đẹp ha. Đây là cái phần đế dài, made in Japan, size 37, độ lọt lòng bên trong 235. Lên giùm shop một mã là 2878 ha, 2878, 190k, phí ship gần xa 30, tổng cộng 220. Và một đôi rất là cao gót, có thương hiệu, da thật 100%, cái phần gót sẽ cao thêm được 7 phân. Đây cái phần lót bên trong, đây là cái phần đế dài, size 37, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 235. Đây cái phần lót dài, đây là cái phần da ha, da thật 100%, đế dài đây. Lên giùm shop một mã là 2856 ha, 2856, 2856, 190k, phí ship gần xa 30, tổng cộng 220. Và kế đến đó là một đôi dài giá thật 100%, mang vào cực kỳ êm chân. Và đây là cái phần đế dài, phần đế dài đây,
Và size này là size 37, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 230. Lên dùm shop mã là 2902, 190k, phí ship gần size 30, tổng cộng là 220. Tiếp đến đó là một đôi da thật 100%, thương hiệu Wishop. Và cái phần đế xài cao thêm được 3 phân. Bên trong là lót sọc đẹp ha. Đây cái phần đế dài đây. Da thật toàn bộ hết, da cực kỳ dày. Và size 37, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 235. Lên dùm shop mã là 2841 ha. 2841, 190k, tiếp xúc tiền xa 30. Và một đôi dài giá thật 100%. Cái phần đế dài cao thêm được 3 phân, mang vào cực kỳ êm chân. Và đây là cái phần đế dài. Size của đôi dài này là size 38 ha, tương ứng độ lọt lòng bên trong, da bóng. Độ lọt lòng bên trong là 240. Lên dùm shop mã là 2858, 190k, kích thước liền size 30, tổng cộng là 220. Kế đến đó là một đôi thương hiệu Madrid, da thật 100%, dài nữ ha. Phía trước thì phối da lộn, mang vào cực kỳ êm chân. Và cái phần đế dài cao thêm được 3 phân, bên trong là sọc đẹp hết. Đây là cái phần đế dài, bên trong sọc đẹp. Và đây là cái phần đế dài. Size 37, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 235. Lên dùm shop mã là 2846 ha. 190k, phí ship gần xa 30. Và cái đến đó là một đôi cao gót ha, giá thật 100%. Cái phần đế, cái phần gót cao thêm được 4 phân, bên trong là sọc đẹp ha. Đây là cái phần đế dài matching saban, sọc đẹp matching saban ở đây. Size 36, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 230. Lên dịch shop mã là 2850, 190k, với ship hàng xa 30, tổng cộng là 220. Và kế đến đó là một đôi giá thật 100%. Cái phần đế dài cao thêm được 4 phân. Giá thật toàn bộ hết ha. Và bên trong, lót bên trong là sạch đẹp hết. Giá thật hết. Lót sạch đẹp, giá thật. Và size của đôi dài này là size 40, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 250. Lên dùm shop mã là 2954, 2954, 200, độ lọt lòng bên trong là 250, 190k, phí ship gần xa 30, tổng cộng là 220. Kế đến đó là một đôi dài, cái phần đế rất là cao, cái phần đế cao thêm được 4 phân, giá thật toàn bộ. Và đây dập hiệu thương hiệu Novo. Và size là size 36, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 230. Lên dùm shop mã là 2899,
2899 190k cái xếp kiện star 30 tổng cộng là 220. Và kế đến đó là một đôi cao gót, cái phần gót cao thêm được 10 phân, bên trong sạch đẹp á, dập hiệu thương hiệu, giá thật 100%. Đây là cái phần đế dài, và size của đôi giày này là size 35, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 225, lên nhìn shop mã là 2917 ha, 2917, 190k, cái xếp tiền size 30. Và cái đến đó là một đôi mũi vuông, giá thật 100%, cái phần đế cao thêm được 7 phân. Và đây là cái phần đế dài, phần đế dài đây, bên dùm shop một mã là dài đen nha, 190k, phí ship gần xa là 30, size là size 37 ha. Còn một đôi da thật 100%, cái phần đế dài dập hiệu thương hiệu gì ra, size này là size 35 ha, độ lọt lòng bên trong là 225, thương hiệu gì ra, gia công tại Việt Nam, lên dùm shop một mã là 2082, 190k, phí ship càng xa 30, tổng cộng 220. Và một đôi da thật 100%, và cái phần đế cao thêm được 5 phân, bên trong sạch đẹp, đây là cái phần đế dài, bên trong sạch đẹp, phần đế dài đây, và size này là size 36, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 230, lên dùm shop mã là 2067, 190k, phí ship gần xa 30. Kế đến đó là một đôi dập quân 6, và đây cái phần lót bên trong gia công tại Trung Quốc ha, bên trong là sạch đẹp hết, size là size 35, lên giờ dùm shop mã là 2928 ha, 2928, đầu lọt lòng bên trong 225. Và kế đến đó là một đôi PT da thật 100%, cái phần đế cao thêm được 8 phân, bên trong là sạch đẹp hết ha, bên trong sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu PT, và size này là size 38, độ lọt lòng bên trong là 240, lên dùm shop mã là 2862, 190k, phí ship gần xa 30. Và cái đến đó là một đôi rất là đẹp á, thương hiệu này của Ý, cái phần đế cao thêm được 4 phân, ở đây là phối ha, bên trong là da, ở ngoài là sẽ vải ha, và đây sẽ thành một bông hoa sạch đẹp hết ha, lên dùm shop mã là 2938 ha, 190k, phí ship gần xa 30, 2938. Và kế đến đó là một đôi dài
da thật 100%, size là size 37 cho đến độ lọt lòng bên trong là 235, size 37. Cái phần đế cao thêm được 3 phân, lót bên trong sạch đẹp. Đây là phần đế dài sạch đẹp, đây là cái phần đế dài size 37 tương ứng độ lọt lòng bên trong là 235. Đơn dịp xếp mã là 2930, 190k, phí xếp ngừng size 30, tổng cộng là 220. Và kế đến đó là một đôi da thật 100%, và cái phần đế dài cao thêm được 3 phân, lót bên trong là sạch đẹp. Ở đây phần đế dài đây size 37 tương ứng độ lọt lòng bên trong là 235. Lên dùm shop mã là 2873, 2873, 220k, bao gồm tiền ship ha, đồng giá 190. Kế đến đó là một đôi cao gót màu bạc, cái phần đế cao thêm được 10 phân, bên trong sạch đẹp hết ha. Đây là cái phần đế dài, bên trong sạch đẹp. Đây là cái phần đế dài đây, size 39 tương ứng độ lọt lòng bên trong là 245, 39 chân mập và 40 chân thon. Lên hình xếp mã là 2806 ha, 2806, 220k, có gần tiền phí. Và cái đến đó là một đôi da lộn, cái phần đế cao thêm được 7 phân, cái phần lót ha, cái phần lót nó sẽ có va vấp thời gian, và độ lọt lòng bên trong là 230, size 36 ha. Lên dùm shop mã là 2867, 190k, phí ship gạt size 30, tổng cộng 220. Và một đôi dài gặp hiệu thương hiệu Diana, giá thật 100%, cái phần đế dài cao thêm được 4 phân, bên trong dập hiệu thương hiệu Diana. Và đây cái phần đế dài Made in Japan, size của đôi dài này là size 36 tương ứng độ lọt lòng bên trong là 230, nên dịch shop mã là 2885, 190k, phí ship gần size 30, tổng cộng là 220. Ở đây nó sẽ có bao bóp thời gian ha, giá thật toàn bộ hết. Tên dùm shop mã là 2885, 190k. Và kế đến đó là một đôi có thương hiệu ha, cái phần đế cao thêm được 7 phân, thương hiệu Fendi, Made in Italy. Và đây nó sẽ có va bóp thời gian ở đây ha. Đây là cái phần đế dài, va bóp thời gian ở đây, da bóng ha, thương hiệu Fendi, Made in Italy. Và size 36 tương ứng độ lọt lòng bên trong là 230, nên nhìn shop mã là 2062, 190k, phí ship gần xa 30. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Và số điện thoại của shop 0973 952 507. Mong là cô chú anh chị sẽ lựa chọn cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất ha. Chào tạm biệt cô chú anh chị.